Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm của cáp với model là EOS 1. Sản phẩm này xuất xứ 100% từ Đức. Sản phẩm này được ứng dụng trong cái ngành may mặc thì để dùng in ru băng và nhãn vải. Ứng dụng trong ngành sản xuất dùng để in tem đề can, giá là những sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài. Thì hôm nay tôi sẽ demo cho quý anh chị xem về chất lượng sản phẩm. Bên tay phải tôi đây là tem nhãn vải. Anh chị xem chất lượng sản phẩm này. Vâng, còn bên đây trái tôi đây là giấy in đề can. Còn đó là chất lượng của máy. Cảm ơn quý anh chị đã xem video.